Đây là những cái nguyên liệu pha chế của mình thì hoàn toàn nó cũng bên bên đồ pha thì có cái sản phẩm là vitamin C tự nhiên từ seri, cái này chỉ là nó là cái nguồn bổ sung vitamin C tăng cường đề kháng cho cơ thể và cũng là chủ là về sức khỏe. Thì xem hương vị nó có màu sắc hương vị thì nó có thể có được cái nước tốt đó, nó sẽ làm cho cái màu nước nó đẹp hơn. Vâng. Tất cả đều là tự nhiên hết, từ trái seri ra hết. Khi mình không dùng hương liệu, mình không có dùng hương, mình không dùng gọi là giống như cái hương liệu nguyên liệu mà nó bán cho quán cà phê á, là ví dụ như hương đào, hương chanh, hương chanh dây, hương trộn rồi bỏ vô rồi pha, còn cái này là mình lại hương hương thì để thêm cái phần tự nhiên, tăng thêm hương vị thì mình có thể là dùng với trà, dùng với tắc, dùng với đất cát thì nó làm cho cái nước cũng như như là trà tắc seri hoặc là trà chanh seri hoặc là trà seri hoặc là nước xào seri rồi nước lót là những cái mà có thể làm tùy biến cho cái món nước qua. Có thể bây giờ làm một cái loại trà đào seri mà cái bài đào ở đường bài á thì nó đang nhiều thị trường, ngay khi mà thêm seri vào á thì cảm thấy cái ly trà đào nó rất là đậm đà, rất ngon. Thứ hai tăng cường sức đề kháng, tức là nó hỗ trợ về cái vấn đề sức khỏe cho mình mà thì nó sẽ có lợi. Thì cái đào bây giờ người ta chuẩn bị ra cái trà đào seri nhất là để hưởng giải khát, nhưng nó vẫn kèm theo đó là bổ sung sức khỏe và nó là tự nhiên, nó không phải hóa chất, không để làm cho người ta cái là tham mưu khi nước người ta uống người ta có một cái giá trị đầy đủ, thứ nhất là giải khát qua uống giải khát, nhưng mà kèm theo đó là đưa vào cơ thể mình những cái sản phẩm tự nhiên và nó bổ sung cho sức khỏe, nó tăng cường cái vitamin cho mình. Có thể sẽ làm cái món cái phô seri sắp tắt trước ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho 10ml của thành phố seri này ha. Cho ăn là 10 gram đường nha. Thank you.
cho khoảng 0.5 ml của thằng tắc. Cho mấy cái 4, 5, 6 của các bạn đó. Cái trà này là mình chỉ để khoảng 5 phút thôi nha. Nếu mà để lâu thì nó sẽ ra cái gì đắng. Cái ngọt thì tùy theo cái sở thích của mình nha. Ví dụ như có những lúc mà mình muốn ngọt thì mình cho khoảng là 12 hoặc là 15 gram cũng được. Còn mà nếu mà không có thích ngọt nữa thì khoảng 8 gram được. Đấy đó là tùy theo mình cái khẩu vị để mình gia giảm cho nó hợp lý.
Anh giới thiệu dùm em một chút về cái gói trà Phú Lộc mà anh pha nó gồm cái gì rồi là cái trà này thì trà nào cũng được em, chứ không phải là hồng trà hoa ca này đâu. Có thể là tuy là rất là nhiều loại trà nhưng mà nó túi lọc là được. Đó, thì coi hiện tại thì anh đang dùng cái loại là trà hồng trà hoa ca nha để pha. Rồi thứ hai nữa là cái những cái thành phần thì mình cũng có rồi, còn có bắp, rồi có xả, rồi trang trí cái rau hồng để cho nó đẹp ha. Rồi thì rồi chỉ có cái thành phần của nó chỉ có vậy thôi, còn đường thì mình thường là phải có rồi. Còn mà cái nước cốt này thì mình sử dụng là 10 ml, 10 ml ha. Rồi 10 ml, nhưng mà đường này ấy, thì anh chỉ cho hiện tại anh đang pha là 10 gram, 10 gram đường. Đó, thì mình sẽ thử một cái sản phẩm này đi rồi coi cho nó như thế nào để anh gia giảm. Mình cứ thử cái này. Chắc anh Thắng cũng giới thiệu cho em một ít về cái nước cốt suri này để cho em Việt Nam này nóng. Cái nước cốt suri này là nó được làm từ trái sơ ri chín. Trái sơ ri chín mình bỏ vào ép ra nước, có thêm một chút đường với các lâm trà. Thì nói chung là về hóa chất là gần như là không có, mà nó hoàn toàn tự nhiên. Cái này thì là mình bảo quản khoảng là 1 năm, còn cái bột thì là 18 tháng. Như vậy là tất cả cái này là đều là tự nhiên hết, là không phải là hương liệu. Chính xác nó là không phải là hương liệu, và nó là nước cốt sơ ri. Đó tức là nó từ những trái sơ ri chín, thì trong đây nó sẽ có bao gồm có đường, có vitamin C, có một số các khoáng chất của trái sơ ri. Như vậy là mình pha vào kết hợp chung với trà thì nó sẽ làm tăng cái hương vị của trà lên là một này, và đồng thời nó cũng bổ sung các cái khoáng chất và vitamin cho mình khỏe. Về cái liều lượng thì nó là vitamin C tự nhiên, thì về liều lượng thì mình không cần thiết, cơ thể mình không cần thiết phải nạp quá nhiều vitamin C hàng ngày. Nhưng mà với một cái liều lượng vừa đủ cho từ các cái nước cốt sơ ri hoặc bột sơ ri thì mình sẽ cung cấp đâu đó vào cơ thể mình những cái lượng vitamin C là mỗi ngày trên 50 mg, là cơ thể mình bắt đầu là đã được bổ sung. Đó, thì như vậy một ly nước của mình thì bắt đầu là tùy cái liều lượng, tùy các cái liều lượng bột, cái liều lượng nước cốt, thì cái mức độ mà vitamin C được bổ sung vào cơ thể mình nó sẽ nhiều hơn. Tối thiểu nó cũng đã đáp ứng được là cái mức là trên cái yêu cầu này, để đáp ứng được cái yêu cầu bổ sung tăng cường. Còn về độ ngọt hay gì đó thì có thể gia giảm như thế nào, tức là tùy vào khẩu vị thì mình có thể gia giảm thêm cái độ ngọt. Tại vì thực chất là cái món này mình sẽ tạo ra là nó không phải là một cái nước quá ngọt để mà uống vào cảm giác ngọt, mà nó là một cái món nước mát. Mình có thể uống giải khát và nó dịu dịu, nó thanh thanh, và nó là bổ sung tăng cường cho sức khỏe. Chứ còn không như những cái nước kia thì nó phải ngọt rồi đậm mùi rồi nó cái thì lúc đó nó chỉ thiên về đường và hương vị là chính. Cái nguyên liệu sơ ri này là cái vùng nguyên liệu là ở đâu? Là Gò Công, toàn bộ là nguyên liệu là Gò Công. Cái giống sơ ri là giống sơ ri từ Nam Mỹ. Cái trái sơ ri Nam Mỹ thì hiện nay trái sơ ri Nam Mỹ đó nó là hàm lượng vitamin C cao nhất trong tất cả các loại trái cây. Đó, nó nằm ở cái vấn đề là đó là những sản phẩm cung cấp vitamin C tự nhiên. Thì hiện nay trên thị trường thì đến thời điểm này thì về cái sản phẩm bột sơ ri và những cái nước sơ ri này thì hiện nay là lô tham và đầu tiên ở Việt Nam và đã nghiên cứu và làm ra cái sản phẩm này. Còn riêng về cái chiết xuất từ bột sơ ri thì hiện nay cũng có một nhà làm, đó là Amway của Mỹ, nhưng mà họ làm theo thực phẩm chức năng, ép thực viên nén, nó mới cắt đều giá thành rất là cao. Nhưng mình là cái nguồn nguyên liệu của mình với của Amway là như nhau. Đều cùng từng cái trái sơ ri giống Nam Mỹ nó làm ra. Còn mình thì ở đây là mình nghiên cứu mà mình làm ra để chiết xuất ra thành bột, và nó là dạng là cái lượng thực phẩm đủ mình có thể pha uống, mình có thể
cái bột này mình có thể pha với cà phê, pha với lại ngũ cốc, pha với dao, pha với sinh tố, pha với nước ép trái cây, pha với nước trái cây, nói chung là mình có thể mix với lại rất là nhiều loại nước uống. Nó sẽ làm chủ yếu là cái chính là nó sẽ thứ nhất là làm tăng cái vị của cái món uống, cái uống nó lên, và thứ nhì là nó làm nó bổ sung cái vitamin C tự nhiên, nó tăng cường sức đề kháng cho mình, nó tăng cường làm cho cơ thể mình cảm thấy khỏe rồi đó, nó cái công dụng và cái tính năng của cái sản phẩm mình là vậy. Thì em thử cái món này. Dạ, sau đó là mình sẽ thử một chút cái công thức khác. Và ngoài ra là sau này tùy vào cái người pha chế của từng hàng, từ cái quán, từng cái đơn vị mà cung cấp các cái thực phẩm ăn uống, thì từ những sản phẩm này có thể tự mình có thể phát triển thêm nhiều cái thức uống nó có thể kết hợp. Anh thấy như thế này là vừa, không ngọt, không ngọt quá, không chua quá. Nó thâm. Mà nếu mà một cái người khi mà họ uống cái này một ngày, hai ngày, ba ngày, mà khi họ uống một khoảng thời gian mà họ quen, tức là họ sẽ cảm thấy là cái nước uống này nó sẽ làm cho họ cảm thấy mỗi ngày mà khi mà buổi sáng mà đi làm hay gì đó họ uống, họ cảm thấy cái người họ khỏe hơn. Cái đó là sẽ có cái cảm nhận bằng thời gian. Cũng như là những ngày thì khi sáng hoặc là gì đó, Khánh ở nhà cũng lấy một cốc trà hoặc là cà phê, xong cho tí bột sư và rồi pha uống, nó cũng làm cho cái cơ thể mình cảm thấy cơ thể mình nó. Nãy là anh mới pha cái này là nước cốt, và chút anh sẽ pha cái bột của nó. Cái bột thì mình, cái bột này, bột sơ ri này thì mình không sử dụng cắt mà mình sử dụng chanh. Là khác nhau. Nó trà thì trà kết hợp với tắc với lại nước cốt sơ ri, nó làm tăng thêm cái hương vị của cái trà với lại tắc. Nếu mà một cái sản phẩm ví dụ như anh uống ly trà tắc anh thấy khác, mà lại một ly trà seri tắc là nó khác đó, cái nó nằm ở chỗ đó. Mà như vậy là mình không có sử dụng, thường mình thấy nhiều cái người mà họ sử dụng ở ngoài những cái chai hương liệu á, thì nếu mà nói về ngành hương liệu thì thực ra có một số cái thực phẩm họ vẫn, tức là cái hương liệu nó vẫn đạt được cái tiêu chuẩn được chấp thuận, nhưng mà có điều là còn cái nguồn cung cấp và cái nguồn gốc để ra cái hương liệu thì nó vô chừng. Có chuyện như từ cái nhà sản xuất, nhà phân phối nó làm nó đạt những cái chuẩn sức khỏe, giá nó rất là mắc. Nhưng cũng cùng hai cái đều ra cùng hương, cùng mình uống và cũng cảm thấy hương giống vậy, nhưng một cái thì nó đạt được những cái tiêu chuẩn về sức khỏe, còn một cái là nó giống như là chỉ làm sao ra cái hương nó thơm thì đó. Còn cái này của mình là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, và không có bất kỳ một cái hương liệu nào thêm vào, nó là tự nhiên từ cái trái sơ ri ra. À thì em lại là em muốn là cái vấn đề là từng gia nhãn gì đó hay là vừa? Em với em cái này là vừa. Như vậy là vừa ha. Bạn nam này thì bên em đang cứu các bạn đấy là tình nhân viên thu nhập. Vâng, để mai mốt mà có qua một ít thì bạn sẽ theo cái nghề này. Có gì thì bạn đang sẽ hỗ trợ. Đúng rồi, nếu bạn ấy thì bên mình sẽ chia sẻ những cái cách pha chế sao để trước thời qua có nói phương thức qua để bạn thử nghiên cứu, mà em thì muốn gặp trực tiếp để các anh nói về sản phẩm, nói về sản phẩm, mình hiểu về sản phẩm và mình phải mình hiểu biết, mình tin tưởng và mình yêu nó thì đúng rồi mình làm nó vui hơn. Thì Khánh cũng xin chia sẻ thêm luôn, nếu bạn nam mà là một người sẽ tương lai sẽ làm bartender, pha chế những cái đó thì ở những cái khách sạn hiện nay, khách sạn 5 sao là họ cũng đang ở giai đoạn là chuẩn bị cho, Khánh cũng có gửi một số sản phẩm cho mấy anh bếp ở trong đó thì họ cũng đã ra một số cái món nước
nhưng mà vì khách sạn năm sao thì nó sử dụng cái nguyên liệu là phải đạt rồi, nhưng mà cái giá thành nó cao, thành ra cái nguồn cái số lượng nguyên liệu sử dụng sẽ nhiều hơn. Thì họ đưa ra nhiều món nước á, đúng này là một cái duy nhất mà Thắng quên. Sáng nay hôm sau Thắng sẽ cho Lũ qua. Hôm qua anh có nhắc là đem thêm một số cái canh cơ lô cho anh. Sáng nay Thắng đi ra khỏi nhà Thắng vẫn nhớ trong đầu là mình đang quên một cái gì đó, mà rõ ràng cuối cùng là quên cái Thắng gửi về cho anh. Thì nó kết hợp nhiều lắm, sinh tố dâu, sinh tố xoài, sinh tố bưởi, rồi nước ép trái cây, da ua, rồi các khác, thì đều mix được với cái này hết. Tức là thứ nhất là những cái trái cây kia nó cũng đã bổ sung được cái lượng khoáng chất và vitamin của nó, nhưng nó không có nhiều cái hàm lượng vitamin C bằng như là có thể như thí dụ như ăn uống trái chanh, trái tắc, anh cảm thấy nó chua vậy đó. Nhưng cái chua của nó thì cái, nhưng mà cái hàm lượng vitamin C của nó lại không phải là cao như là cái hàm sơ đó. Thì những cái này khi nó mix lại với nhau, nó vừa bổ sung ví dụ như là về đa dạng món uống, rồi đồng thời là đảm bảo cung cấp được những cái vitamin, và với lại thêm nữa thì thằng sơ đi nó có những cái tác dụng là làm hỗ trợ làm đẹp da, trắng da, sáng da, và giảm quá trình lão hóa, nó có những cái chất chống oxy hóa trong đó. Thì là khi nó kết hợp cùng với lại những loại trái cây thì nó tạo ra thành một cái món thức uống mà nó bổ sung nhiều khoáng chất cho cơ thể. Khi mà những sản phẩm như vậy nó sẽ là những sản phẩm đặc trưng, ví dụ như có thể người ta uống trà đào nhưng mà người ta đâu có trà sơ ri, nhưng mà người ta có thể uống trà đào sơ ri, hoặc là người ta có thể uống nước sinh tố dâu, nhưng mà khi mà sinh tố dâu mà có thêm sơ ri thì lại làm dậy lên, làm đậm thêm cái hương vị của sinh tố dâu, và đồng thời lại bổ sung thêm nhiều vitamin. Thì đó là những cái mà sản phẩm này nó mang lại. Ví dụ như anh có thể pha sinh tố dâu với bột cam, không thấy một cái hiệu ứng gì hết. Nhưng mà anh có thể pha sinh tố dâu với lại bột sơ ri hoặc là nước cốt sơ ri thì nó lại có một cái phản ứng, nó làm tăng cái mùi vị của cái món sinh tố anh lên. Và đó là một cái đặc trưng của cái sản phẩm mà của mình. Thì chia sẻ thì sau này anh em bạn sẽ có được những cái nguyên liệu, thì khi mà làm đó mình trong quá trình ví dụ như mình thích ở nhà mình làm, mình siêu, mình pha ra, mình tự nhiên mình sẽ có được những cái món, tức là mỗi người bếp họ sẽ tự có, tự nhiên có một cái món đặc trưng riêng, họ gồm với nhiều thứ trong đó. Nhưng mà sẽ có một cái là nó được, nếu thiếu cái thành phần mà sơ ri vô thì là cái ly nước nó sẽ hoàn toàn là không đạt được như là những cái hương vị đó. Thì nó cũng là một cái để mà làm cho mình có thể là làm cho những nhà hàng hoặc là những cái quán hoặc là những cái thức uống riêng biệt, làm cái sản phẩm mình nó hay ở chỗ là nó có thể kết hợp và nó tạo ra được những cái sản phẩm đặc trưng. Hoặc là nếu anh sử dụng nguồn nguyên liệu thì không, vẫn ra được một ly nước sơ ri. Kể cả anh có thể sử dụng nước cốt sơ ri pha với lại bột sơ ri, pha với ít mật ong, pha với một tách trà nhỏ làm một sản phẩm độc, mỗi buổi sáng uống vô thì là tùy theo cái khẩu vị. Kể cả như một quán cà phê, quán trà nó sử dụng như một ly trà mắm gồm có trà, mật ong, bột sơ ri, thêm tí nước cốt sơ ri cho cái màu và cái hương, cân bằng các cái nguyên liệu với nhau, nhưng mà vẫn ra được một ly trà nóng, mọi người uống và tăng cường sức đề kháng, cơ thể khỏe mạnh. Và cái đó là cũng là một trong những cái mà mọi người sẽ cảm nhận cái chuyện đó. Đó là những trải nghiệm mà bên Luân Phan cũng đã như từ anh em Dũng Thắng rồi anh em sử dụng và hiện nay mình trải nghiệm cái đó. Mình cảm thấy là có thể là một buổi sáng nó không uống cà phê mà hắn uống thì nó vẫn tỉnh táo. Cái này thì trước hết là nó an toàn này, hai nữa là cung cấp vitamin đẹp da. Dạ đúng. Vitamin tự nhiên, ta sẽ đẹp da. Nói những cái mà cái điều mà quan trọng nhất nó là gì?
sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, không hề cái là mình là sản phẩm tự nhiên rồi, và cái quan trọng nhất là không dùng quá chất để mà tạo ra những hương vị đó. Và thứ hai là cái vitamin C từ cherry nó cao, nó bổ sung hàm lượng cho cơ thể mình tốt, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ làm đẹp da, sáng da, rồi nó cũng giảm quá trình lão hóa luôn với cơ thể. Trong sau dịch này thì người ta sử dụng cái sản phẩm này nhiều dạ, để nó hỗ trợ sức đề kháng. Trong suốt mùa dịch đó là bên Lưu Phong gửi sản phẩm cho tất cả các bác sĩ ở các một số bệnh viện CDC, CDC gửi, tại vì họ trong bệnh viện họ không thể nào họ uống cái vitamin C tổng hợp với lại cái C sủi mà họ uống hàng tuần hàng tháng được dạ. Mà một người bác sĩ trong đó là phải 1-2 tháng chứ đâu có ở cái đợt vừa rồi là đâu có ở 1-2 ngày đâu. Thì bây giờ họ cũng cần phải có tăng cường đề kháng, thì không thể có đủ lượng nước cam, nước chanh, nước gì mà bổ sung được á. Thì lúc đó, ngay thời điểm đó có sản phẩm là cái này, một series vitamin C tự nhiên. Họ sử dụng và họ giống như là họ mong muốn được sử dụng cái sản phẩm này luôn, thì luôn phát ok. Là mình sẽ gửi điền lại cho các bác sĩ sử dụng, thì thực ra cái đó chỉ đủ để cho bác sĩ và điều dưỡng họ sử dụng đó, và sau đó cũng hỗ trợ gửi cho một số F0 dạ. Tức là cứ mỗi F0 thì mình cũng hỗ trợ mình gửi họ trong một tuần thì đều cái phản hồi đều là tốt dạ. Kể cả những bác sĩ thì họ nói là ok, sản phẩm này là sản phẩm cực kỳ tốt. Đó là cũng là, tức là cái đó là nguyên văn của một người bạn của mình là phó giám đốc bệnh viện Di Đồng thành phố, thì họ cũng trải nghiệm cái này và mình cũng đưa cho gia đình uống rồi các cái, và họ đánh giá nó là cực kỳ tốt. Tại vì chỉ có bác sĩ là họ sử dụng sản phẩm mà về sức khỏe là họ là người hiểu biết mà, thì họ sẽ chọn được cái nào, thì đó là cái mà mình cảm thấy rất là tự hào cho Lưu Phan khi mà làm được sản phẩm mà được bác sĩ chấp nhận và phát biểu những cái điều như thế là mình cảm thấy thành công. Và về thành công ở cái mức là cái mục tiêu mình đặt ra, mình đặt ra một cái sản phẩm tự nhiên từ Việt Nam, từ trái sơ đi cung cấp một cái sản phẩm cho sức khỏe con người đó, và đạt được cái tiêu chí từ bác sĩ đầu tiên. Thành ra khi mà đưa ra thị trường thì hiện nay cái chiến lược quảng cáo của Lưu Phan cũng chưa phải là đồng bộ, nhưng mà mình đã có cái sự chứng nhận từ bác sĩ và họ, cái đó là cái điều là mình tự tin để mà mình có thể phát triển thị trường mình lại. Đây là cái bột này là mình có hai loại, một loại là bột có đường, một loại là bột không đường. Thì cái sản phẩm xuất khẩu sẽ là sản phẩm không đường. Còn sản phẩm ở trong thị trường trong nước là sản phẩm có đường. Tại vì cái Việt Nam mình, người Việt mình thì lại cũng tâm lý cũng thích cái gì đó pha sẵn luôn, là đưa vô có ngọt ngọt tí. Nhưng mà cũng một số các cô, các chị thì lại không thích nha. Các cô, các chị mà mỗi lần mua là các cô, các chị order là loại không đường. Đó, các cô, các chị thì lại thích cái dạng là không đường. Nguyên liệu cho pha chế sử dụng là không đường là chính. Đó. Còn có đường là giống như là pha vô uống liền. Sử dụng ít đường là. Mà thực ra cái này nó có đường, thực ra là ít đường. Có nhưng ít đường chữ là cái này mà để pha một ly nước seri mà đủ ngọt thì không có. Tức là chỉ bỏ vào mình pha ra được một cái ly nước thanh khoản nhẹ mùi seri, có vị ngọt dịu nhẹ uống giống. Tức là chứ để đâu giống như một ly nước ngọt hay một ly trà tắc trà đào hay một ly thì tất cả nó ra phải bỏ thêm đường hay là cái gì vào thôi. Chứ còn cái bột này mà pha với nước thì chắc phải 3-4 muỗng thì nó pha vào thì nó mới đủ đậm đặc cái độ ngọt. Nhưng mà như vậy thì nó cũng dư thừa quá. Bột seri này hiện tại cái thị trường á thì khi mà Global Farm cho ra là mình nhập khẩu của mình. Yeah. Mà cái giá thành của mình á là sang về Việt Nam mình thì nó là mắc gấp 3 lần. Mình thấy nó bán cả triệu gì, anh thấy nó để gì 1.2 triệu một gói. Rồi 200 gram đó. Mà nó bán 1.2 triệu là mình nhập khẩu của Mỹ á.
Tại vì chính ở trên thị trường ở Mỹ nha, thị trường Mỹ luôn là có một sản phẩm gần như tương đồng với cái này, nó cũng Acerola Powder luôn, thì nó đã bán là 24 đồng gói 8 ao giống như mình. Thì cái hàng mà mình xuất đi á thì cũng là một gói 8 ao. Thì từ đó 24 đồng thì anh biết rồi, giá tại bán 24 đồng là khi mà bay được này nói cái về tới Việt Nam qua các cái kênh bán lẻ, qua các kênh phân phối, qua các cái thì nó lên thành 1,000,000 là bình thường. Giá thành mình ra thì nó đẹp, cho nên khi ra một cái là mọi thứ nó đặt hàng, mọi thứ đặt hàng. Thị trường đầu tiên là thực ra cái logo farm, cái tiêu chí mà ban đầu á là làm ra xong rồi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ trước, bán được qua Mỹ trước, bán xong rồi còn trong mùa dịch thì chỉ để cho bác sĩ dùng đổi lên, sau đó là tới hết dịch rồi qua tới tháng 11 rồi mình mở, bắt đầu mới mở rộng bán thương mại ở Việt Nam là mới mở rộng lên, chứ còn trước đó là gần như là thị trường xuất khẩu thôi. Đó thì cũng chia sẻ luôn với chỗ Nam, với chỗ Phương. Thành ra mình rất là tự tin khi mà mang sản phẩm này đến chợ. Chung là nói về cái độ an toàn đó và cái hương vị và ngon đó, thì anh làm trong cũng 22 năm về cái ngành trên thực khác này. Thì anh hiện tại là giám đốc kinh doanh của công ty Tức Lộc. Em biết công ty Tức Lộc rồi ha. Nó tất cả những cái sản phẩm đá me tắt chân rồi đó, thì anh là 22 năm ở đây. Thì cái sản phẩm này ra thì anh có trao đổi với cái chỗ của anh Lợi về cái vấn đề sản phẩm này. Đó, tại sao mình xuất khẩu được nhưng mà tại sao mình không phục vụ trong nước mình? Bởi vì đây là một sản phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Theo như anh nghĩ nó là cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là nó hỗ trợ. Theo như anh nghĩ khi mà anh sử dụng cái ly nước thuốc seri này thì cái hàm lượng vitamin C là gấp 10 lần so với cam. Đó là cách so sánh gần nhất. Em cũng uống một ly cam và anh cũng uống một ly seri nước thuốc seri này, thì cái hàm lượng mà vitamin C để cung cấp cho mình thì nó sẽ tăng gấp 10 lần so với nước cam. Cho nên nó được mình danh là vua của vitamin C. Tại vì hiện nay là đúng là nó là hàm lượng cao nhất trong tất cả các loại trái cây. Bên em cũng có hợp tác với một cái chị bác sĩ thì chị cũng nói là hàm lượng vitamin C trong trái cherry là cao nhất. Đúng rồi. Đấy thì chính vì vậy mà Global Farm mới nghiên cứu ra cái cách để mà mình làm sao mang cái lợi ích từ trái cherry. Thì nó đạt được hai cái tiêu chí luôn. Thứ nhất là nó là cái sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho ngành nông của Việt Nam. Mình bảo hộ, mình bao tiêu được cho người nông dân của Việt Nam mình, không phải chặt gốc cây theo mùa vụ, theo cái này cái kia rồi này nọ. Thứ nhất là mình làm được điều đó, thứ hai là mình làm ra được một sản phẩm 100% Việt Nam và nó đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế, và nó đạt được cái tiêu chuẩn là cung cấp cho sức khỏe, bổ sung cho sức khỏe, là nói chung là vì sức khỏe cộng đồng cũng được. Đó, mình khi cái đó là rất là tự tin khi mà mình làm những chuyện như vậy. Rồi đến khi sản phẩm ra, rồi những bác sĩ họ tiếp nhận, rồi thị trường Mỹ họ tiếp nhận, rồi tất cả các cái là mình thấy là mình đã đi đến và mình muốn mở rộng ra cho cùng mọi người. Em nghĩ cái hướng là phát triển sau này thì này sẽ phát triển rất mạnh. Thứ nhất là cái tâm lý của cái người tiêu dùng bây giờ đó, chọn những cái sản phẩm nào an toàn, tốt cho sức khỏe. Chứ bây giờ thứ nhất là anh nói cái gì, gần 10 năm gần đây á, về cái nước mà nước có ga hầu như xu hướng đang bị giảm, đang đi xuống. Đúng rồi, đang đi xuống về cái vấn đề đó. Các bác sĩ thì ngược lại từ cái sản phẩm mà từ trái cây tươi thì nó có chiều hướng tăng lên. Đấy, mấy ông như Coca thấy không, là chính những cái ông làm nước có ga mấy ông cũng phải dịch chuyển, là cái nước có ga vẫn là vẫn bản quảng cáo rồi này nọ, nhưng mà cạnh đó là ông ra đầy hết tất cả các cái dòng nước từ và hương trái cây về là người tiêu dùng thông minh đó. Bây giờ nó thông minh rồi, người ta sẽ lựa chọn những sản phẩm an toàn tốt cho sức khỏe để người ta dùng, và vẫn biết là nó là mắc nhưng mà người ta vẫn dùng. Đó là như vậy, khi người ta đủ cái vấn đề mà no và đủ rồi thì người ta sẽ nghĩ tới cái ngon, người ta đơn giản. Thứ hai là sau dịch này thì người ta sẽ quan tâm tới sức khỏe của mình hơn,
những cái sản phẩm nào mà phục hồi cho sức khỏe thì người ta sẽ tốt hơn, chú trọng được, đó là đơn giản là được. Hôm trước bên cũng có chủ qua bên chỗ chỗ quan với chỗ Tâm đó, mấy cái sản phẩm để mà đấy, thì ra là hôm nay cũng không có mang nhiều cái sản phẩm đi gửi cho mấy anh, thì đây cũng không số sản phẩm gì nên mang cũng thể sử dụng cái này để pha chế thử. Chú anh cứ giữ đi, chỉ lại để pha chế, pha chế thì cảm nhận luôn, tức là riêng với Glofarm là sẽ vẫn mong muốn là khách hàng, sự cảm nhận của khách hàng nó sẽ dẫn tới niềm tin của khách hàng. Khi mình không phải là mình quảng cáo, cái còn ví dụ như là mình để cho khách hàng đánh giá bao nhiêu năm nay là người Việt mình bị truyền thông, tức là bọn kia nó dùng truyền thông, dùng quảng cáo, dùng đánh vào tâm lý, thì cứ mở TV lên, mở lên là thấy BK rồi các cái, nhưng mà những cái đó chỉ là sản phẩm thuốc, có thể là anh ngay cái lúc bệnh á, trong một tuần đó mình cần bổ sung thì uống trong một tuần khoảng 5 ngày hoặc 3 ngày là thôi. Nhưng khi sử dụng những cái đó mà kéo dài là nó sẽ bắt đầu nó ảnh hưởng tới sức khỏe ngay. Còn ví dụ những cái này đó là những sản phẩm tự nhiên mình có thể uống hàng ngày được, chỉ là cái liều lượng của mình, khi mình uống nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là túi tiền tốn nhiều quá, thứ gì là cũng trả được tác dụng cơ thể từ đâu lại, là ngày nào nó cũng cho nó nhập vào một chai cho cái này mà thì đi uống, ngày nào cũng pha cho nó một chai vậy. Chứ cái này mà mình dùng nhiều quá thì đúng là nó cũng ảnh hưởng trước tiên, tại vì một gói 200g là đang bán trên thị trường là 300.000 mà, một gói bột này là 200g mà bán 300.000, mà mình dùng lần dùng hết khoảng 1/3 gói thôi là thấy cũng hết 100.000 là đau bụng chứ. Nhưng thực chất mình chỉ ví dụ mình sử dụng 50g mình pha ra cái bình nước mình uống, thì khi uống vào ok nó vẫn ngon, vẫn tức là vẫn thì mình có tiền đúng không, nhưng về cái đó thì nó chỉ tiếp thu ví dụ vào cơ thể mình được 1mg sơ, 1g sơ, xong rồi còn lại thì cũng đào thải, thì nhưng được cái đó là gì, nó là sản phẩm tự nhiên, thì khi nó vào nó ra anh nó, để nó người thải tự nhiên lạc không em thử cho mọi người lạc trong đó hay là nó thì em muốn thích rồi đúng rồi không, vậy là ổn rồi đó, nhưng rất là qua là ổn rồi. Thì cái này là nếu mà để như cái hộp những hộp chợ hay những cái gì đó thì thành ra một cái thức uống người ta vẫn, mình vẫn đặt thứ nhất là đảm bảo được một cái tỷ suất lợi nhuận cho người cung cấp, thứ nhì là cái người uống họ có một thức uống dùng giải khát dịu nhẹ mà hoàn toàn tốt cho sức khỏe, nó không có sử dụng có chất, không ví dụ như nó tức là hài hòa cho tất cả các bên. Anh thấy những cái năm gần đây thì những cái lần mà tham gia hội chợ thì người ta sẽ tập trung nữa mấy cái quầy mà rất cái cây nhiều, ngay cả sản phẩm của bên anh cũng những lúc mà tham gia hội chợ là cái dân khu mà lúc nào cũng gạo từ khách lúc nào cũng đông ra là khi những cái nước mà nó không sử dụng cái hóa chất rồi thì là cũng như nó nếu mà để kỹ sang rồi nha, rau má rồi rất là nhiều, nhưng mà người ta cũng làm cái e dè nữa là cái rau má thì là xay ra thì nó mức độ vệ sinh rồi họ cái nhiều khi người ta cũng e dè về những cái vấn đề đó, nước mía cũng là cái e dè đó, thì như vậy thì mình có những cái sản phẩm nó vừa đáp ứng được sức khỏe vừa vệ sinh. Nhưng cái có cái như thế này nè, cái rau má đó không phải ai cũng được đâu. Những người huyết áp thấp trong hệ luôn cái rau má nó cực kỳ như vậy đó. Còn như cái vitamin này nó lại có thêm một cái công dụng nữa, đó là khi nhậu say xỉn về cái chai này ra để cho các cái quán cà phê nó pha chế. Sau khi anh đề nghị với chỗ nhà sản xuất đó là ra cái chai này. Ngày xưa nó làm cái chai này, nhưng mà cái này nó nhỏ rồi nó chi phí nó lên nó rồi tất cả các cái thì quán cà phê thì tại vì thực ra nếu một quán cà phê mà bán chắc một chai một ngày chắc bán cả thùng này chứ không phải bán chai được không, thì như vậy mới cái này thì phù hợp hơn. Thì cái này kinh hoa ca nên có cà phê, cái này thì giờ chỉ là để là mình mang đi thử rồi các cái tương lai rồi, thì giờ chỉ có các cái dòng chai tương lớn là chính,
Nó tiện dụng, thứ nhất là nó giảm được cái giá thành cho cái nhà, cái người, cái này là nói người tiêu dùng về pha, người về pha ở nhà, mua ở nhà về pha. Chứ còn quán thì người ta sử dụng cái này. Về cái này mà nếu mà ai mà say say xỉn xỉn tối về, thay vì giả vụ bằng nước cam nước chanh gì đó thì cứ một muỗng bột rồi seri bỏ vô thấy ấm, cho thêm hai muỗng hoặc là một muỗng cốt vô rồi vậy lên uống thêm thịt cái là hoặc là cho tí đá vào uống cho nó nhanh rồi là cũng cũng đủ để mà làm thành một ly nước giả vụ. Thực ra giải ngay thì không giải nhưng mà sáng mai sẽ khỏe, tại cái đó là hắn cũng trải nghiệm. Bây giờ mình pha cái bột ha, pha cái bột cho mình thử ha.